ba cái điều kiện gốc đó. Là do từ những cái điều thiện đó mà nó sanh ra muôn vàn thứ điều thiện, và cũng từ những cái điều ác đó mà nó sanh ra muôn vàn thứ điều ác. Cho nên nó thuộc về nhân quả. Vì vậy mới nói nó là đường đi của nhân quả. Nếu mà chúng ta không dựa vào cái ý của Đức Phật để dựng lên đó, thì chúng ta sẽ nói nó đủ thứ nhân quả, mà nó không xoáy vào cái, nó không đưa vào cái chủ đề của nó, không có nhắm vào cái đường đi của nó, làm cho cái người đọc đó, người ta sẽ mênh mông, người ta cái nào cũng nhân quả được hết. Nhưng mà nó người ta không có hiểu rõ là cái đường đi nó như thế nào của. Cho nên hôm nay thầy sẽ gửi cái cuốn Hành Thập Thiện này cho mấy con nghiên cứu kỹ về thân hành, khẩu hành, ý hành. Đây là đường đi nhân quả mà Đức Phật đã dựng được cho chúng ta biết. Cho chúng ta biết nó không có khó gì hết. Đây là đường đi nhân quả, nó chỉ ngắn gọn chứ nó không có nhiều. Thì các con thấy đây là cái cuốn mà Hành Thập Thiện mà thầy đã viết rất lâu rồi. Tức là muốn nói về nhân quả thì Đức Phật nói về cái điều này, đường đi nhân quả của con. Dạ, hôm nay thầy trước tiên mà để trả lại những cái bài của cho mấy con. Thì thầy xin trả lời có một câu hỏi, mà câu hỏi này rất là chính đáng. Có một người hỏi thầy như thế này: cái cây bắp, bởi vì chúng ta vừa rồi chúng ta học nhân quả thảo mộc, cây bắp thì nó ra một cái cây bắp thì nó ra một cái trái bắp, một cái mà nó có nhiều hơn nữa thì nó có hai trái chứ nó không có nhiều. Cây bắp này có trái đó, mà nó khi mà cái cây bắp nó chết đi thì cái trái nó mới già. Vậy thì nó có đúng nhân quả là khi có nhiều như cây mít, cây xoài, cái cây nó còn sống mà trái nó lên hột, trong cái trái nó có những cái hạt, rồi cái hạt nó tiếp tục nó lên tiếp tục nữa. Còn cây bắp á, thì cái cây, cái trái của nó, cái hạt của nó được già thì cái cây bắp nó chết thì chúng ta mới ươm lên được. Vậy thì đối với con người chúng ta thì có phải là đợi khi mà chúng ta chết rồi nó mới sanh hay không? Cái ý của cái câu hỏi này. Nhưng mà thầy thấy cái lời hỏi này rất chính đáng. Nếu mà không hỏi vậy thì mấy con sẽ không hiểu. Ví dụ như bây giờ chúng ta là những người tu, để mà chúng ta làm những hành động, những cái điều thiện. Cái điều thiện của chúng ta là không tham sân si, mà Đức Phật gọi là thiện vô lậu. Các con nhớ cái thiện vô lậu. Mà cái thiện vô lậu cũng như bây giờ mấy con làm từ thiện, đi cứu trợ giúp đỡ những người nghèo khổ khác, thì cái đó là thiện vô lậu. Nó còn lậu hoặc thì nó còn tiếp tục tái sanh hay không? Qua cái hình ảnh của cây bắp, nó có nhân có quả, phải không? Nó có từ cái hạt bắp nó mới lên được cái cây, nó mới ra được cái quả là trái bắp. Trong cái quả trái bắp nó có nhiều cái hạt, có phải không? Phải không? Nhưng mà đợi đến khi mà cây bắp chết rồi thì mấy cái hạt bắp này nó ươm nó mới lên cây được. Nhưng cái hạt mà cái hạt giống của con người, mà khẩu hành, thân hành, ý hành, thanh thản, an lạc, vô sự, đó là cái hạt giống của nó. Cái hạt giống của con người là nếu chúng ta không biết Phật Pháp thì chúng ta có làm thiện, làm ác nó cũng đều là hữu lậu hết. Cho nên khi chúng ta vẫn còn sống mà nó vẫn có sự tiếp tục tái sanh, nghĩa là có sanh ra những con vật khác. Nghĩa là cũng như bây giờ cây xoài còn sống mà cái hạt xoài, cái trái xoài nó chín, cái hạt xoài đó nó sẽ lên thành cây xoài con, rồi xoài cha, xoài chắc, xoài chích của nó tùm lum hết, mà cây xoài ông nó vẫn còn, có phải không? Thì cái người làm ác, cái người sống nó vẫn còn đó, nhưng mà cái hành động nó tiếp tục nó tương ưng, bởi vì hành động đó là hành động tham sân si, phải không? Có hiểu không? Nó tương ưng với những người tham sân si nó sanh ra được. Còn cái hành động mà chúng ta vô lậu, thiện mà vô lậu đó, không tham sân si, cho nên bây giờ người ta chửi thầy thì không giận, thì không buồn, không tức, thì cái hành động thầy thanh thản, an lạc, vô sự đó không? Nó có giống ai không mà nó đi sanh được? Cho nên nó như là cái hạt bắp đấy con. Các con lắng nghe cho kỹ. như hạt bát, cho đến khi mà chờ chúng ta chết thì tất cả những cái hạt này nó sẽ tương ưng với cái chỗ thanh thản an lạc vô sự. Tất cả những cái hạt giống này nó sẽ vào Niết Bàn hết. Nó có sanh làm người được không? Có phải không? Cho nên khi mà thầy chết rồi thì thầy sẽ toàn bộ cái hành động thiện của thầy, thầy tất cả những cái điều mà thầy dạy với con là gì, lòng thương yêu từ bi của thầy rồi, nhưng mà thầy còn tham sân si thì lòng thương yêu đó nó sẽ trở thành còn tái sanh vào trong cái nhà phước đức. Nhưng mà thầy lại thanh thản an lạc vô sự, không thương yêu là thương yêu mà không gì cái tham sân si của mình, thầy không gì danh gì lợi của thầy, có phải không? Còn thầy thương yêu các con, nhưng mà thầy thấy người ta ca ngợi thầy là thế này thế khác, thầy còn ham, còn thích, còn ham chùa to Phật lớn, cái còn tham thì nó còn phải tái sanh đấy con. Các con hiểu chưa đó, cái nguyên nhân tái sanh thì còn tham. Nhưng mà vì thầy thiện, thầy thương mấy con, còn này thầy thương mấy con là gì, thầy thấy mấy con khổ mà thầy không tham danh, thầy không tham lợi, tức là không tham gì vật chất trên thế gian này, cho nên sanh thầy thanh thản, nó không tương ưng với ai hết thì nó không sanh được. Mặc dù là hiện giờ cái từ trường thầy bóng ra nhưng mà nó không giống ai hết, cũng như cái hạt giống đó, nó không có thể lên được, nó không thể lên được trong lúc này, bị gì cái đất màu mỡ của nó không có giống nó được, nó lên không được, cho nên nó chờ đến khi mà thầy chết thì những cái hạt giống này nó sẽ lên cái chỗ mà thanh thản an lạc của sự, chứ nó không thể nào lên cái chỗ đất mà tham sân si được, có đúng không mấy con? Cho nên đem một cái thảo mộc, nhân quả thảo mộc mà sánh thì chúng ta mới biết từ chỗ đó mà Đức Phật suy ra, mới dạy chúng ta ngăn ác diệt, sanh thiện, tăng trưởng thiện, để sống trong tứ niệm xứ tâm thanh thản an lạc vô sự. Mấy con thấy hiểu chưa? Để từ cái chỗ thanh thản an lạc vô sự đó mà nó không còn tái sanh. Còn không á, thì nó còn tương ưng thì thở một chút chúng ta làm một cái hành động ác, thì cái hành động ác đó là cái nhân, thì chúng ta sẽ gặt lấy cái quả, thì bị đánh, bị đập, bị đau khổ buồn phiền. Từ cái nhân đau khổ buồn phiền nó sẽ tương ưng với những sự đau khổ buồn phiền của người khác, thì nó tiếp tục nó sanh ra những người khác. Sao? Có phải luật nhân quả chứ bọn chúng ta đi tái sanh luân hồi sao? Đâu có một người, mà cái hành động, cái nhân quả đau khổ đó nó tiếp tục, nó trong cái tham sân si nó mới có cái đau khổ đó, nó tương ưng, nó giống nhau, thì chúng ta còn sống mà nó dẫn lên. Giống như cái cây đu đủ, cây xoài, cái mẹ nó còn sống nhưng mà cái hạt nó vẫn lên con chứ nó đâu còn không lên. Còn trái lại những cái hạt mà thanh thản an lạc vô sự hàng ngày thì giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự trước ác pháp, trước lòng tham muốn, trước những cám dỗ thì vẫn giữ thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ những cái hạt này có chứ đâu phải không, cái từ trường này có không? Nhưng nó đâu có tương ưng với ai tham sân si đâu mà tái sanh, nó đâu có tương ưng với lại cỏ cây được, nó đâu có tương ưng với lại động vật được, cho nên nó không tái sanh. Mà không tái sanh thì nó chờ thầy tịch, thì tất cả những cái hạt giống này nó sẽ lên cái nơi chỗ thanh thản an lạc vô sự. Ta còn hiểu chưa? Chúng ta lấy nhân quả thảo mộc mà chúng ta suy cái nhân quả con người thì chúng ta thấy rõ ràng. Thì giống như cây bắp, đến khi cái cây mẹ nó chết thì mấy cái hạt đó mới ươm nó lên, có đúng không? Như vậy rõ ràng từ cái suy ở trong cái nhân quả thảo mộc thì chúng ta suy qua cái nhân quả con người không khác. Vì vậy nhờ chỗ này mà Đức Phật đã thấy được, cho nên mới dạy chúng ta để chấm dứt luân hồi. Chứ hàng ngày chúng ta cũng sống, bây giờ có người chửi thầy, thầy bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, trong khi thầy bị nhân quả đó, nhưng cái từ trường của thầy nó phải phóng ra chứ sao, giống như những hạt bắp như thế. Nhưng mà làm sao mà hạt bắp đó nó làm sao lên được, nó đâu có đất, đâu có cái đất tham sân si mà nó gieo lên được. Còn cái kia nó có cái đất tham sân si cho nên nó tương ưng nó lên. Thấy con thấy chưa? Cho nên trong khi mà chúng ta tu tập nó lợi ích rất lớn, nó không có sanh bất tử, cho nên nó chờ chúng ta chết rồi chúng ta vào Niết Bàn thì những hạt này nó cũng vào luôn Niết Bàn. Tức là những cái từ trường thiện vô lậu của chúng ta đó là những cái hạt đó nó cũng sẽ vào Niết Bàn, nó đâu còn sanh làm con người nào, cho nên nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Như vậy chúng ta học nhân quả chúng ta mới hiểu được cái này, hiểu được cái lý này mà hiểu như thật. Nó có cái hình ảnh cụ thể là cây bắp, thấy không mấy con? Thấy cây bắp, khi mà cây bắp chết nó chỉ có cái trái bắp, và trong trái bắp nó những cái hạt của nó sẽ lên những cây bắp sau này. Nhưng mà cây bắp thì nó có cái môi trường đất ẩm ướt nó sẽ lên. Còn chúng ta, cái môi trường chúng ta là môi trường nó không phải là cái môi trường đó, cái thanh thản là vô sự thì cái môi trường khác rồi, nó đâu phải là môi trường sanh lành chúng sanh nữa. Cho nên những cái hạt của chúng ta, trong cái hạt của chúng ta thì nó sẽ đi vào niết bàn hết, nó không còn cái nào mà làm con người hết. Các bạn hiểu chưa? Cho nên hàng ngày mà chúng ta tu tập là lợi ích rất lớn. Chúng ta biết rằng chúng ta không có sanh ra nữa, không có sanh ra từng giây từng phút, chứ không phải không có sanh. Không có sanh mà đợi chúng ta chết rồi mới sanh. Đó. Do cái chỗ hỏi nó có cái lợi ích thiết thực như vậy, cho nên nhờ cái hỏi mà thầy mới nói ra, còn không có hỏi thì không có nói ra. Nhưng một người hỏi nó lợi ích cho mọi nhiều người để học hiểu, không các con thấy chưa? Cho nên trong cái sự học hỏi thì trên cái vấn đề mà tu cái định vô lậu, nó làm cái tri kiến chúng ta càng sáng suốt. Vì vậy mà chúng ta còn tha thiết gì trong cuộc đời này mà không tu? Chúng ta cố gắng nỗ lực thực hiện rốt ráo cuối cùng để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đời có gì đâu, các pháp đều vô thường. Cho nên thầy dạy mấy con qua một cái bài kệ: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lời ý của Diệt. Sở ra chẳng lại còn chỉ nữa, vạn sự vô thường cũng xuống đi. Trong khi chúng ta còn sống thì sanh ra nhiều người nhiều vật, đến khi chúng ta chết rồi thì nhiều người nhiều vật cũng tiếp tục tái sanh mãi. Và mỗi người mỗi vật đều đau khổ, có sung sướng gì mà chúng ta ham hố gì mà ở trên cuộc đời này? Ăn nhai nuốt có gì đâu mà gọi là ngon béo, toàn là bất tình. Rồi đây mấy con sẽ học về thực phẩm bất tình, quán thực phẩm bất tình. Rồi mấy con sẽ thấy nó bất tình như thế nào. Chúng ta ăn chỉ sống để trong một kiếp này giải quyết cho hết những tham sân si mà chúng ta mang và chúng ta đang ôm ấp trong lòng mà không biết cách nào mà buông xả ra được. Bây giờ nhờ được Phật Pháp mà chúng ta biết cách xả ra. Vậy mà chúng ta không xả ra thì quá uổng một đời của chúng ta. Vì ngồi đây có chỉ có một người mà bao nhiêu người đang tiếp tục tái sanh, họ lấy sự đau khổ. Vì quy luật của nhân quả chứ không phải ai sanh, cho nên cái hành động thiện ác nó sẽ tiếp tục tái sanh. Thì chúng ta đã làm cái hành động thiện ác thì phải tiếp tục tái sanh, chứ làm sao mà bảo là chấm dứt tái sanh được. Ví dụ một cơn giận dữ thì từ trường giận dữ sẽ phóng xuất ra, và sự giận dữ đó sẽ bị quả khổ, và từ trong cái quả khổ đó sẽ lưu xuất ra những từ trường, và tiếp tục ngay lúc bây giờ tương ưng với ai sân dữ tợn thì sẽ sanh ra làm những con người như vậy. Cho nên chúng ta hiền lành thì sanh những đứa con hiền lành, những con người hiền lành. Mà chúng ta gian ác, gian xảo, tham lam, trộm cắp, giết người thì chúng từ những từ trường đó sẽ sinh ra làm những con người gian, tham, trộm cắp, gian ác, xảo trá. Cũng chính ai mà làm ra những con người đó, rồi chúng ta lại mắng chửi cái người này vô đạo đức, hung ác, tàn bạo, dữ tợn, gian xảo. Chính từ trường của ai mà ra đây mà bây giờ chúng ta lại chửi mắng những người đó. Chúng ta nên thương tất cả những người khác, vì họ đang ở trong nhân quả từ trường thiện ác cũng do chính mình. Một lần mình giận dữ thì một lần mình biết tái sanh, biết bao nhiêu đứa, biết bao nhiêu con người giận dữ, biết bao nhiêu loài vật giận dữ. Một lần mà chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sinh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Thì chúng ta hiểu được nhân quả, do đó chúng ta mới nỗ lực tu hành. Vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa. Thầy giữ được tâm thầy thanh thản, an lạc, vô sự thì các con, thì thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra. Cũng như hiện giờ mấy con ăn chay thì mấy con chấm dứt sanh ra làm loài động vật như cá, tôm, gà, vịt, heo, dê. Còn mấy con còn ăn thịt chúng sanh thì mấy con không thoát khỏi làm thân chúng sanh. Mỗi từ trường của mấy con ngay con vật đó thì mấy con phải trả quả con vật đó. Vậy thì mấy con phải cố gắng mà tu tập. Tin hay không tin đó là quyền của các con, nhưng dạy đạo là thầy dạy hết mình. Từ đó mấy con thấu suốt được lý nhân quả để nỗ lực tu hành cho đến nơi đến chốn. Mấy con chưa có cái tập hành thập thiện, người nào không có thì thầy sẽ cho cái cuốn Hành Thập Thiện mấy con đọc để biết cái căn bản của cái đường đi nhân quả. Khi mình biết được đường đi nhân quả rồi thì bắt đầu mình mới đi vào cùng tầng. Con đem cái Hành Thập Thiện có ai cần muốn biết con gửi cho Lương con. Ai cần nữa thì đưa tay con. Còn thiếu nữa thì lát nữa thầy gửi thì cho mấy con. Trong những cái bài làm của mấy con nó có nhiều bài mấy con làm rất hay, nhưng mà vì không có đi vào cái đề tài. Những cái bài mấy con dường như là có những cái bài mấy con làm tổng hợp nhân quả con người đó, cho nên mấy con nói không sai đâu, nhưng mà nó chưa phải lúc mấy con nói những cái điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói từng cái hành động, từng cái nhân quả để chúng ta hiểu cho rõ, nó thật rõ, như vậy nó mới thông suốt được cái lý nhân quả. Cho nên khi mà vào cái đề nó hơi tổng quát đó là đường đi nhân quả thì nó tổng quát đó, nó chỉ cho cái đường đi của nó là thân hành khẩu hành ý hạnh. Chúng ta nói là sao để chúng ta thoái được vào cái đề tài đó. Rồi sau này chúng ta đi vào từng phần, các con sẽ viết từng cái phần, ví dụ như một hành động thôi chứ đừng nói nhiều hành động, nhưng mà chúng ta sẽ viết nhiều hành động. Ví dụ như nói thân hành thì cái thân hành của chúng ta nó có nhiều cái hành động để tạo ra cái nhân thiện nhân ác của nó. Ví dụ như muốn nói một cái hành động đó thì các con chỉ vào đề các con giới thiệu thân hành, rồi các con sẽ đưa ra một cái mẫu chuyện, cái mẫu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta. Cái mẫu chuyện đó thì mấy con thuật cho mọi người người ta nghe cái mẫu chuyện xảy ra, rồi các con chứng minh trên cái hành động của cái câu chuyện đó, đó là cái hành động nó thiện hay là ác, rồi cái quả của cái hành động thiện ác đó nó sẽ đi đến cái chỗ nào, xảy ra chỗ nào, để nó có cái sự áp dụng vào cái đời sống chúng ta cụ thể. Và cuối cùng chúng ta kết luận là nhắc chúng ta không nên làm cái hành động đó để gây ra đau khổ cho mình, cho người. Từ cái hành động mà cái hành động thân của chúng ta làm cái điều bất thiện đó, nó sẽ đưa đi đến chúng ta có cái đau khổ cho mình, cho người như thế nào. Và kết luận có những cái lời khuyên, đây là nhân quả thực tế chứ không phải phụ thể, đem lại sự đau khổ. Muốn hết đau khổ thì chúng ta không nên làm những hành động đó, để nhắc đi nhắc lại. Đó, trước tiên cái bài làm là nhắc mình qua một cái hình ảnh thật sự của cuộc đời người, có cái sự đau khổ trên hành động thiện ác đó. Và khi mà mọi người đọc cái bài của chúng ta thì cái lời nhắc nhở cho mình, cho người nó ở trong đó nó đầy đủ, nó làm cho cái bài viết của chúng ta nó xúc tích. Người ta đọc đến có khi người ta rất là thích cái hình ảnh thật sự của nhân quả. Cho nên mấy con khéo léo, mấy con đưa ra một cái mẫu chuyện của cuộc đời thật sự có sự xảy ra trong gia đình mình hoặc là những người khác. Ví dụ như một cái tai nạn giao thông đi xảy ra do cái sự không cẩn thận của mình, hoặc là do cái uống rượu say sưa như thế nào để rồi đưa đến cái hậu quả đó, thì mình đem ra cái câu chuyện nó xảy ra như thật để rồi tác hại đi đến cái sự đau khổ, cái quả đau khổ không riêng cho mình mà riêng cho nhiều người nữa, không riêng cho mình mà riêng cho nhiều người. Cho nên những cái nhân quả mà viết, cách thức mà chúng ta viết có cái hình, có cái điều áp dụng vào đời sống, thì cái bài luận về nhân quả của chúng ta rất là thực tế và một bài học. Nó trở thành một bài học đạo đức, nó giúp cho chúng ta khắc phục được mình mà giúp cho mọi người khắc phục được mọi người. Do những cái bài viết của các con mà cái công vừa học mà vừa viết khéo léo, đúng đắn, và những cái ý tưởng hay như vậy nó sẽ đóng thành một tập về đạo đức nhân quả. Bắt đầu đường đi nhân quả là giới thiệu làm sao cái con viết nó gọn nhẹ qua cái như kinh Hành Thập Thiện. Các con thấy kinh Hành Thập Thiện nó gọn nhẹ, nó nói lên được đường đi nhân quả của con người, thì chúng ta viết rồi chúng ta nói nó thành ra nó rõ ràng cụ thể. Sau đó thì chúng ta đi vào thân hành, khẩu hành, ý hành, thì chúng ta sẽ có những cái cái bài luận của chúng ta nó sẽ trở thành cuốn sách đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên thầy mong rằng mấy con là những tác giả của những tập sách này, nó không những riêng giúp cho mấy con có cái tri kiến hiểu biết về đạo đức nhân bản nhân quả, mà còn giúp cho những người sau làm cái tài liệu rất lớn. Khả năng mấy con viết, thầy thấy có người viết rất hay, cái khả năng cầm cái bút viết rất là chính xác, câu văn gọn gàng. Mà nếu mà không được xây dựng cái ngòi bút mà viết thì mấy con viết nó không thành một cái cuốn sách đạo đức. Mà chính hôm nay thầy xây dựng cho mấy con viết làm sao mỗi đứa viết một cuốn sách đạo đức nhân bản nhân quả, qua nhân quả của con người mà mấy con viết ra, thì khả năng của mấy con thừa sức làm cái điều đó chứ không. Nhưng mà nhờ thầy gợi ý từng bước một, cũng như mình muốn viết một cuốn sách mình phải có cái dàn bài, viết cái gì trước, cái gì sau, rồi xoáy vào cái gì, xoáy vào cái đề tài gì của nó. Mỗi một cái đề tài nó sẽ nói lên một cái điều kiện, nhưng mà ở đây là cái đề tài thiết thực cụ thể của cuộc đời, của con người. Cho nên ví dụ như nói về thân hành thì các con biết rằng trong thân hành có nhiều sự vô tình, nhưng có nhiều sự hữu ý của chúng ta. Nhưng sự hữu ý thì không ngoài ý điều khiển, ý chúng ta điều khiển, ý chúng ta điều khiển. Cho nên vì vậy nói về thân hành, khẩu hành hoàn toàn là cái ý của chúng ta trong đó rất nhiều, chứ ít có khi chúng ta vô tình như thế này. Chúng ta đi kinh hành, trên con đường đi kinh hành chúng ta đạp con ốc hơi rớt, thì đó là chúng ta vô tình, ngoài cái ý chúng ta điều khiển. Còn bây giờ chúng ta có cái ý biết dưới chân chúng ta ban đêm sẽ có những con ốc, vì thế mà chúng ta muốn đi kinh hành để đuổi những cái hôn trầm tùy riêng của mình, thì mình sẽ soi, mình sẽ cầm theo cái đèn pin, mình soi đường trước, nhìn một đoạn xa như thế này không có, thì từng đó mình bước đi từng bước của mình để nhiếp tâm, để an trú tâm trong một khoảng đường theo cái bóng đèn đã rọi. Rồi tiếp đó chúng ta sẽ rọi tới một đoạn nữa, thì khi mà chúng ta đứng rồi thì chúng ta lại tác ý, tiếp tục trên bước đi nữa. Và cứ thế là chúng ta rất là tỉnh táo, và cũng giúp cho chúng ta tỉnh thức từng bước đi rất rõ ràng. Còn mình đi kinh hành buồn ngủ quá thôi, chạy tùm lum tà la, đạp thôi biết bao nhiêu tuyến trùng, thậm chí như tới con ốc mình mới nghe được cái rớt mới biết nó chết. Còn thay vì tất cả tiếng trùng nó có nghe đâu, chúng ta đạp chết biết bao nhiêu con vật không. Cho nên khi mà chúng ta trọi dưới đường thấy không có gì hết rồi chúng ta sẽ bước đi. Mỗi con vật chết là mỗi sự đau khổ quằn quại với bàn chân chúng ta. Cho nên người tu hành theo đạo Phật phải giữ tâm, giữ lòng thương yêu của chúng ta, thì khi đi kinh hành chúng ta không nên làm gì đó, phải cẩn thận kỹ lưỡng. Và cẩn thận kỹ lưỡng như vậy mà buộc, mà cố gắng cẩn thận kỹ lưỡng như vậy thì mấy con có buồn ngủ được không? Không buồn ngủ được. Nếu mà còn buồn ngủ mà không cẩn thận kỹ lưỡng được như vậy thì làm sao dám đi mấy con? Cho nên sự tu hành của chúng ta là phải tu hành thật sự, là phải làm đúng như vậy, chứ không khéo thì mấy con sẽ tạo vô tình đau khổ, mặc dù vô tình vẫn có sự đau khổ của chúng sanh. Sự tu tập nào cũng, pháp môn nào của Phật cũng dạy chúng ta tỉnh thức, dạy chúng ta trí tuệ. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Thầy hướng dẫn từng chút để mấy con làm bài, mỗi bài vở của mấy con có giá trị sau này sẽ kết lại thành một tập sách đạo đức nhân bản nhân quả như thầy đã nói hồi nãy. Cố gắng các con sẽ làm. Có nhiều người làm bài thầy thấy rất khá hay và có thể kết tập được, nhưng phải sửa lại đôi chút nữa thì nó mới thành được cuốn sách đạo đức. Còn nếu không thì nó sẽ không thành gì cả, và nó sẽ thành những cái bài mà rồi mấy con viết rồi sẽ ném bỏ rất uổng. Không có, mình đã đem hết công sức của mình. Cho nên mỗi lần mấy con viết trong một tuần lễ, mấy con viết rồi mấy con suy nghĩ, mấy con sửa đi sửa lại, làm chừng nào mà cái bài mấy con vừa ngắn gọn xoáy vào đưa đúng vào cái đề tài nó trở thành, chứ đừng có viết thôi tùm lum tà la mà nó đủ thứ, thầy đọc rất mệt, nhiều mà nó không xoáy vào cái chủ đề, nó không có chứng minh một cái cụ thể thực tế, và đến đây nó không phải là còn là cái bài nhân quả thảo mộc nữa, mà nhân quả con người. Mà nhân quả con người là một cái bài đạo đức rất lớn đó mấy con. Cần phải nhớ điều mà chúng ta viết. Chúng ta viết là chúng ta học, chúng ta viết là chúng ta triển khai cái sự hiểu biết của đầu óc chúng ta. Chúng ta viết là để lại cho người sau để họ thấy được nhân quả. Cho nên cầm cái bút mà viết một cái bài như vậy thì mấy con thấy nó có cái trách nhiệm rất lớn. Nó không những bây giờ chúng ta học rồi chúng ta ném, như những học sinh mà chúng ta học rồi chúng ta còn lưu lại cho người sau, cho con cháu của mình nữa. Làm sao viết lại những các con là mỗi tác phẩm, các con là mỗi tác giả cho mỗi tác phẩm đạo đức của mình, mà mình nói sao để con cháu của mình cầm lại cái tác phẩm trong thời gian tu học tại tu viện Chơn Như, để lại một kỷ niệm rất là quý giá, nó trở thành một cuốn sách do chính tay mấy con viết ra. Cho nên vì vậy mấy con đừng viết vội vã, mà trong một tuần mấy con tới cái giờ mà định vô lậu thì mấy con đọc lại cái bài của mình, coi lời văn của mình viết nó ngắn gọn hay nó rườm rà, mình rồi cái ý của nó đúng hay là còn sai, mình sửa đi sửa lại nhiều lần thì cái bài viết của mình nó rất là hay, nó rất là đúng. Và đồng thời cũng từ đó cái đầu óc chúng ta đọc lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là quán vô lậu. Nó làm chúng ta thấm nhuần thấu suốt cái lý chân thật của nhân quả, chứ nó đâu có phải không vô ích là gì đâu. Cho nên các con còn đọc rồi sửa đi sửa lại, nó làm cho mình thấm nhuần. Còn nếu mà các con chỉ viết cho nó lý lệ cho qua rồi để thầy chấm rồi để học bài mới khác, nó không phải. Cái mục đích chúng ta ở đây không phải là học trò làm rồi thôi rồi đi tới để mà quân thu những kiến thức, mà ở đây chúng ta là những tác phẩm, những một nhà viết đạo đức. Văn chương chúng ta không hay, nhưng chúng ta nói rõ ràng cụ thể thực tế trong cái sự sống của con người, nói lên được cái đạo đức của con người, thì cái điều kiện mấy con sẽ làm được. Và mấy con là những tác giả của tập sách đạo đức này. Tuy rằng mỗi người nó đều có một cái lối viết khác nhau, nhưng tụ trung cái ý của nó thì không sai. Nhưng thầy nên nhớ rằng các con nên nhớ rằng khi chúng ta viết thì những cái mẫu chuyện được thực tế xảy ra mà hầu như báo chí thường đăng, thì chúng ta dựa vào những cái sự kiện thực tế của xã hội mà chúng ta nêu ra trong cái đạo đức nhân quả, để nói lên cái nhân và cái quả của nó, để đem đến cái sự đau khổ cho con người phải gánh chịu, thì chúng ta nên nêu ra những cái điều đó. Và dựa vào trong những trang lịch sử của đất nước này hoặc đất nước khác, của tôn giáo này, của tôn giáo khác, chúng ta đều nêu lên bài luận nhân quả của chúng ta được cả hết. Và nó làm cho cái bài văn và lời chúng ta diễn tả hiểu biết về nhân quả rất là xuất sắc, đầy đủ ý nghĩa. Xã hội lịch sử đã để lại chúng ta nhiều bài học thiết thực cụ thể nhân quả của con người, mà người nào đã từng đọc lịch sử, đã từng nghiên cứu những lịch sử, thì chúng ta hôm nay viết đạo đức nhân quả con người thì chúng ta viết rất hay. Nó có nhiều đề tài, nó có nhiều mẫu chuyện mà chúng ta đưa vào để nó áp dụng vào đời sống chúng ta thiết thực. Thì như thầy đã nói, nó vừa nhắc nhở mình mà sau này nó vừa nhắc nhở mọi người. Để chúng ta sống có đạo đức thì phải cố gắng học tập, đây là những điều lợi ích rất lớn. Và hôm nay may mắn thay thì chúng ta đã biến từ cái lớp học, lớp giảng thuyết, nó trở thành lớp học của chúng ta. Hiện giờ mấy con ngồi trên mỗi cái bàn là một người học trò, mà là học trò tu tập, Vì vậy mà phải ráng, ở đây không phải là người học trò suông, mà là người học trò trong sự tu tập để giải thoát, và cố gắng định vô lậu để diệt sạch dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Những gì chúng ta nói được, chúng ta viết được, thì chúng ta phải quyết tâm làm cho được, chứ không phải nói được mà không làm được. Người nói được không làm được là người chưa xứng đáng là con người. Cho nên chúng ta nói được, trong bài luận chúng ta viết được, thì nhất định chúng ta phải làm y như lời chúng ta nói. Nhất định. Một lần chưa làm được, nhất định sám hối, nhất định hối hận, nhất định xấu hổ, và cố gắng khắc phục làm cho được. Từ cái quyết tâm thì những cái bài luận của các con viết, các con sẽ trở thành người có đạo đức. Và mục đích mà Thầy từng nói đạo Phật ra đời là đem lại cho con người đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người. Mà hôm nay chúng ta học từng cái tư duy suy nghĩ chúng ta viết ra để chúng ta trở thành con người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì nó thực tế và cụ thể. Vì vậy mà phải ráng cố gắng làm cho đúng. Suy tư một tuần lễ, mấy con đừng đưa Thầy nhiều bài, mà những bài mấy con viết chưa có chính xác lắm, viết cho nhiều mà rốt cuộc rồi nó chẳng đi về đâu. Để cái bài chúng ta viết lần thứ nhất, chúng ta đọc đi đọc lại, sửa cái bài đó lại. Từ cái bài đầu tiên mà chúng ta sửa cho đến cái bài cuối cùng, chúng ta sửa nhiều lần. Ở đây có những người có máy vi tính thì chúng ta sửa ngay trên máy vi tính, dễ dàng, chúng ta không có bôi xá. Còn những người không có máy vi tính thì chúng ta phải khó khăn lắm, viết cái bài này rồi phải viết lại, nó mất cái thời gian mà mình lặp lại những câu, những cú, những lời, những ý mình đã viết rồi mà bây giờ phải viết lại, thì nó đòi hỏi chúng ta phải viết lại. Thì các con khi mà viết lại thì chúng ta phải mất thì giờ. Còn cái người có máy vi tính đó, họ dễ dàng lắm, họ cần thêm là họ thêm vào, họ cần xóa cái chỗ đó, bỏ chỗ đó không đúng là họ xóa ngay liền. Cho nên soạn thảo ở trên mà cái máy vi tính nó dễ dàng, nó không mất thì giờ. Thầy thường soạn thảo ở trên máy vi tính hơn, và đồng thời khi mà viết cái bản thảo là viết đại khái trên cái sườn của nó thôi, rồi giao lại cho Thầy Bạch Hạnh đánh vào cái sườn đó, rồi bắt đầu bây giờ mới ngồi trên máy vi tính mà Thầy sửa lại những cái bài đó, văn văn phạm rồi chính tả rồi ý thêm bớt, tất cả những cái này đều là ở trên vi tính thì nó đỡ rất nhiều. Nhưng chúng ta làm sao, mỗi người làm sao có máy, chúng ta là những người tu sĩ nghèo làm sao có, thì chúng ta cố gắng Thầy sẽ cung cấp giấy mực viết cho mấy con để mấy con viết, cố gắng viết làm lại nhiều lần thì mấy con thấm nhuần, nó không có. Bởi vì mấy con là còn là người tu, còn là học sinh thì mấy con viết nhiều. Ví dụ như một tuần lễ mấy con sẽ gặp Thầy trong một ngày về học về định vô lậu, thì trong tuần lễ đó 7 ngày thì mấy con sẽ làm đi làm lại 7 lần như vậy. Mỗi lần viết xong rồi thì bữa nay viết xong rồi thì ngày mai tới giờ định vô lậu mấy con lật ra, mấy con đọc lại coi nó sai chỗ nào, nó chưa đúng thì mấy con chỉnh lại. Và khi được học thì Thầy gợi ý xói vào cái đề tài cho nó đúng, nó đừng có lệch, nó đừng có thừa dư ở trong đó. Cái đề tài đó muốn nói gì thì chúng ta phải tư duy suy nghĩ kỹ mà viết, đừng có viết sai, đừng có đưa vào những cái đề, những cái chi tiết nhiều quá, nó rườm rà, nó làm cho lệch cái ý chúng ta mất đi. Thì do đó Thầy khuyên mấy con cẩn thận kỹ lưỡng để học cho nó đúng và để triển khai tri kiến của mình cho nó sâu hơn, do như vậy nó mới được. Còn các con, những người mà không làm được thì Thầy sẽ sắp xếp cái lớp những người mà tu về định vô lậu triển khai không được thì Thầy sẽ sắp xếp cái lớp đó vào ở trong một cái vị trí để Thầy hướng dẫn cách khác hơn. Nhưng dù sao đi nữa cũng cố gắng giúp cho họ biết cách xả tâm. Còn bây giờ chính các con làm được những cái bài như vậy, các con dễ dàng dùng tri kiến của mình xả. Còn những người khác thì rất là khó cho Thầy hơn, tại vì cái tri kiến, vì cái trình độ học thức kém, họ cầm cái bút họ viết không có được, họ muốn viết cái gì đó họ viết không được. Nhưng có người, người ta thông minh lắm con, họ không học, họ cầm cái bút họ viết. Tuy rằng văn cú của họ không được hướng dẫn, không được dạy, nhưng họ vẫn viết có ý lắm đấy con, rất hay. Cái ý của họ viết rất hay, nhưng văn cú của họ nó rườm rà, nó không hay cái gì văn. Còn cái ý của họ, họ viết thầy rất thấy họ là người thông minh. Cho nên ở đây là mục đích chúng ta là nhìn vào cái ý mà thôi, còn văn cú không cần. Còn thầy khuyên các con là mình sửa đi sửa lại là để trở thành một cái tác phẩm của mình, thì các con cũng nên xem xét lại. Bởi vì nếu mà ở trong cái lớp này là 20 người hay là 30 người mà thầy chỉnh sửa các tác phẩm của mấy con thì như vậy thì thầy không có đủ sức mà sửa để cho trở thành tác phẩm. Chẳng hạn bây giờ mấy con viết cái bài như vậy rồi thì bắt đầu bây giờ thầy nhuận lại, thì làm cho cái bài của các con, coi như là thầy phải biên tập lại cái bài của các con để trở thành một cái tập sách đạo đức, thì thầy không có thì giờ làm hết. Bởi vì ở đây 30 cái tác phẩm, 30 người là 30 tác phẩm, mà 50 người là 50 cái tác phẩm, mà thầy sửa lại cho nó hoàn chỉnh hết cho mấy con thì thầy không có đủ sức sửa. Thầy chỉ khéo nhắc cho mấy con thôi, chứ còn không có thế nào mà sửa cho nó thành một cái tác phẩm. Bởi vì mấy con sửa đi sửa lại thì làm càng lúc mấy con càng hay, cái ngòi bút các con càng sắc bén và tư tưởng mấy con càng sâu sắc hơn. Tất cả những cái này đều là mình phải vun học, chứ còn người khác thì không thể nào làm được. Cho nên cái sự thông minh và cái sự nhớ dai nó có khác nhau, nó không có giống nhau. Ví dụ như ngày xưa ở bên Trung Quốc thì có những cái người rất thông minh. Ở Việt Nam chúng ta như ông Lê Quý Đôn cũng là một nhà thông minh, nhưng mà cái thông minh của ông ta nó lại có cái nhớ dai đó. Còn cái ông Dương Tu ở bên Trung Quốc, ổng cũng nhớ dai lắm, nhưng mà cái thông minh của ổng nó không thông minh, cho nên ổng bị Tào Tháo giết chết. Ổng không có thông minh, cho nên vì vậy mà ổng hiểu được cái tâm ý của Tào Tháo, mà ổng nói lên được cái tâm ý của Tào Tháo, mà Tào Tháo là người nghi kỵ, người nào mà hiểu được tâm mình là biết. Cho nên cái thông minh ông không thấy, vì vậy mà ông tự giết, ông tự làm cái điều đó mà ông đã tự chết mình, rất uổng một cái người có trí nhớ dai. Nghĩa là cái tác phẩm của Tào Tháo mà viết ra gọi là Tào Mạnh Đức Kinh thì ông chỉ đọc lướt qua thôi, rồi ông đọc lào Tào Tháo quá tuyệt và Tào Tháo quá kinh. Cũng như ông Lê Quý Đôn ở đất nước chúng ta, ông chỉ ra cái chỗ bán lịch, ông đọc hết một cuốn lịch, ông về ông ngồi chép lại cho ông thân ông. Thì các con thấy một người thông minh, còn một người nhớ dai mới làm được điều đó, chứ còn không nhớ dai thì không thể nào mà làm được điều đó. Cho nên ở đây thầy có phân biệt để chúng ta thấy một người nhớ dai nghĩa là đọc qua thuộc lào, nhưng có thông minh thì nhiều khi không thông minh, cho nên khi mà không nhận định được cái sự sáng suốt sắp sửa đến một cái điều gì đó, cho nên cuối cùng những nhà nhớ dai chưa hẳn đã là giải quyết được khỏi cái nhân quả của chính tự mình tạo ra nhân quả. Như Dương Tu, ông không hiểu, cho nên vì vậy ông không thông minh, ông không biết đối tượng của ông là người như thế nào, cho nên ông lầm. Vì vậy mà ông nói rõ cái tâm ý của Tào Tháo thì Tào Tháo giết ông chết. Đó là cái người không thông minh. Mà người thông minh là người như thế nào mà thông minh? Chẳng hạn nào như người bây giờ mà chúng ta gọi là thần đồng, chưa học cái điều đó mà đã đọc được chữ. Các con nghe báo chí có đăng một số thần đồng, là những người đó họ có cái sự tập tỉnh thức, rồi cái những người đó họ có quân học trong cái đời trước của họ, đời nay họ thông minh. Cho nên vì vậy sự thông minh không hẳn là người nào cũng có thể thông minh, nhưng chúng ta chịu khó học tập thì chúng ta sẽ thông minh, không có gì khó khăn hết. Vì chúng ta học rồi cho nên chúng ta hiểu. Cũng như bây giờ một cái người mà có trí thông minh mà không có cái gì xảy ra cho tai nạn họ thì họ phải có tam minh Bởi vì cái sự tam minh đó họ thấy trước được những sự việc, cho nên họ không điên gì để cho nhân quả tác động cho họ, cho nên họ không xảy ra tai nạn, không xảy ra một cái điều gì cả. Nhưng quy luật nhân quả thì tác động, nhưng mà họ bình an, họ không bị một cái gì xảy đến cho họ, cho nên họ là người thông minh. Nghĩa là họ đoán trước được, họ biết trước được những sự việc, đó mới gọi là thông minh. Cho nên gọi là tam minh, ba cái minh, ba cái trí thông minh, cho nên đó gọi là tuệ, trí tuệ. Còn cái mà hiểu biết chúng ta gọi là tri kiến mà thôi. Hôm nay các con hiểu được như vậy thì các con nên triển khai cái tri kiến, để rồi sau đó mấy con mới có được trí tam minh, tức là cái ba minh của mấy con. Còn nếu mà mấy con bây giờ không triển khai tri kiến của mấy con thì không ly dục để áp pháp, tam minh không bao giờ có. Muốn tu học thì phải tu học rất kỹ, làm rất kỹ như thầy dặn mấy con, đừng lười biếng. Bởi vì định vô lậu cũng giống như là chánh niệm tỉnh giác, phải siêng năng đi kinh hành. Mà người nào làm biếng thì chắc chắn là không tỉnh giác, còn người nào siêng năng thì sẽ có sức tỉnh giác. Còn khai triển tri kiến mà lười biếng thì các con không khai triển tri kiến được. Cho nên những cái bài học hôm nay là triển khai được cái tri kiến của mấy con, cho nên mấy con phải ráng cố gắng. Mấy con đừng vội mà làm rồi mấy con nộp bài cho thầy rồi như học trò thì không phải đâu. Mấy con còn nhẩm đi nhẩm lại cái bài của mấy con rất nhiều. Ở đây có một vài thầy người ta làm suốt một tuần lễ, tính ra người ta không những làm 7 bài mà người ta làm rất nhiều. Mà mỗi lần làm vậy cứ đưa thầy, nhờ thầy đọc liền, giải quyết dùm, thì làm sao có thời giờ mà thầy giải quyết được. Cho nên mình đọc lại cái bài của mình thì bất quá thì thầy chỉ gợi ý thôi. Cho nên khi mà gợi ý thì mấy con cố gắng, khi mà làm bài thì nhớ các con đừng có nộp liền thầy, mà đọc cái bài đó gợi đi gợi lại, các con nhớ điều đó.